Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3, tuần 32, trang 61, chính tả. Số 1 nhỏ, điền vào chỗ trống A, L hoặc N. Như vậy, ở bài tập số 1 này, các em sẽ điền vào chỗ trống ở A, câu A thì các em sẽ điền L hoặc N. Còn ở câu B thì các em sẽ điền V hoặc là giờ. A, L hoặc N, làm nương. Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương nương đổ, như vậy các em sẽ điền là N. Những nương đổ, nương ngô xanh trông như những ô bàn cờ, các bà các chị lưng đeo gùi tấp nập, lưng đeo gùi tấp nập, đi làm nương. Những con bò vàng bước đi thong thả, chốc chốc một điệu hát hờ mông lại vút lên trong trẻo, vút lên trong trẻo. Rồi tiếp theo câu B là các em điền vào chỗ trống V hoặc là giờ. Xe đò. Chiếc xe đò từ Sài Gòn về làng, về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Như vậy các em sẽ điền là giờ dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ. Xe tức là xe dừng lại. Xe dừng lại nhưng mà máy vẫn nổ, vẫn nổ. Anh lái xe vừa bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, vừa vỗ cửa xe kêu lớn, vỗ cửa xe kêu lớn. Thằng năm về. Chị tôi đang ngồi sàn gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường. Rồi tiếp theo là bài tập số 2, đọc và chép lại các câu văn. A, cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu. B, Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương. Như vậy thì ở bài tập số 2 này các em sẽ đọc và các em chép lại hai câu văn này. Thì các em chú ý là các em đọc rõ ràng và viết đúng chính tả, các em phân biệt. Chú ý phân biệt giữa L và N, rồi giữa V và giờ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.